Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các chị gái tuổi Bính Thìn. Chúc các chị có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các chị đón xem Tử Vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2022, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe Tử Vi từng tháng trong năm 2022, mời các chị cùng theo dõi. tử vi tuổi bính thìn 1976 năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi bính thìn 1976 năm 2022 nữ mạng có vận trình tương đối khó khăn. Năm 2022 bạn tròn 47 tuổi, đây là một năm mà nữ bính thìn rất vất vả, lên voi xuống chó do ảnh hưởng của hung tinh. Các mối quan hệ, kết giao, sức khỏe cần được chú ý, cần tăng cường phòng ngừa, chủ động để tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh cách giác, địa tăng, dĩ cập, thiên khốc. Sự nghiệp và tài chính, với sự trợ giúp của các tinh thiên đức Bính Thìn có thể an tâm về vận trình công việc cũng như tài lộc và thu nhập của mình trong năm này. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 năm 2022 nữ mạng về phương diện sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của nữ Bính Thìn 1976 khá ổn định. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm dần nhưng may mắn được sao may mắn thiên đức giúp đỡ nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Năm 2022 tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay, công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Về phương diện sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 năm 2022 nữ mạng về phương diện tài lộc. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 năm 2022 nữ mạng mặt tài lộc rất mạnh với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn ví tiền của bạn vẫn thu vào đều đều cho dù đang làm một hay nhiều công việc trong đó phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến một số người tuổi này làm việc gì cũng thuận lợi có cơ hội được tăng lương thăng chức trong năm nay nguồn sống và kinh tế của bạn cũng được cải thiện rất nhiều về phần tài lộc nữ bính thìn cũng vượng hơn năm cũ bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói thì năm nay kiếm được rất nhiều tiền. Về phương diện tài lộc, đánh giá đạt năm sao. Tử vi tuổi bính thìn 1976 năm 2022 nữ mạng về phương diện tình cảm. Trong năm nhâm dần, vận trình tình cảm của người tuổi bính thìn không được lý tưởng cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi cách giác và thiên khốc hung tinh, hầu hết những người tuổi thìn đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính và tàn nhẫn trong tình yêu bởi bạn nghĩ bạn sống vì người ta quá đủ rồi, đây là lúc bạn cần sống vì chính mình. Và vì nhân cách của bạn ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của thìn suy yếu, tình duyên nhiều gập ghềnh, cuộc sống gia đình tương đối ẻo uột. Về phương diện tình cảm. Đánh giá đạt 3 sao. Tử vi tuổi bính thìn 1976 năm 2022 nữ mạng về phương diện sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Thìn 1976 cũng không mấy khả quan. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, vận trình sức khỏe của con giáp này giảm sút trong năm nay, các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều quý cô tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do tai nạn hàng ngày. Vì vậy, tử vi ca ca huyến cáo những người tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới bên ngoài để tránh những tổn hại không đáng có. Về phương diện sức khỏe, Đánh giá đạt 3 sao. Vận trình cát hung của tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng trong năm 2022. Hung tinh, tuy năm nay không dính hạn thái tuế nhưng bạn bị hung tinh cách giác địa tăng, dĩ cập thiên khốc quấy nhiễu. Cát tinh, bạn có cát tinh thiên đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của nữ nhân tuổi này cực kỳ ổn. Tử vi từng tháng của tuổi Bính Thìn 1976 nữ mạng trong năm 2022. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022, chịu ảnh hưởng của Tết nên tuổi Thìn tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Bính Thìn được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc cuộc sống tương đối thoải mái. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt năm sao. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Trong tháng này bạn có tài lộc và sự nghiệp ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định nhưng những bạn đang xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là trong tình trạng đứng ngồi không yên, vì vậy người tuổi rồng phải nỗ lực hơn nữa mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 3 sao. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Vận trình tình cảm của tuổi Bính Thìn 1976 cực kỳ kém trong tháng 3. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, tháng này cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của bạn. Những cặp đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này, một khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhàn thì tình cảm mới ổn định được. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 3 sao. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi bính thì nữ trong năm 2022. Trong tháng này bạn dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến bản thân xa sút nghiêm trọng do năng lượng tiêu cực gây ra, không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân, khiến bạn lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên những người tuổi Thìn trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 4 sao. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh nên vấn đề sức khỏe của tháng này hơi tệ, bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng cơ thể khó chịu hoặc không thoải mái. Trong số đó, các vấn đề về đường tiêu hóa và cảm lạnh là nghiêm trọng nhất. Vì vậy, người tuổi thìn nên chăm sóc cơ thể trong tháng này, giữ chế độ ăn uống sạch sẽ, nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều hơn, sinh hoạt điều độ thì bệnh tật tự khỏi. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 2 sao. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi mậu thìn nữ trong năm 2022. Năm 2022, tình cảm của những người tuổi bính thìn trong tháng 6 rất xấu, bị sao hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi bính thìn sẽ gặp họa vào tháng này. Có những kẻ xấu khiến những bạn đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Những trận đòn tâm lý và những lời thoá mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của bạn đều xa suốt khuyến khích bính thìn trong tháng này cần chú ý tránh tự gây ra những phiền phức không đáng có cho bản thân. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 3 sao. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi bính thìn nữ trong năm 2022. Sao thiên khốc khiến bạn có tính khí thất thường trong tháng 7. Đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình, thìn rất nóng nảy, thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, trong tháng này thì nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, không nên thường xuyên chút năng lượng tiêu cực vào người thân, điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình bạn. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 3 sao. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Trong tháng 8 tuổi Bính Thìn có tài lộc tăng mạnh, do tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều bạn đang đầu tư tài chính. Bính Thìn là một trong số hàng nghìn nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất của tháng. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 5 sao. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Tháng 9 là tháng mang tin vui về cho Bính Thìn. Bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu trong cuộc nên về cơ bản bạn có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định. Nữ có những ngày nhàn nhã hơn bao giờ hết trong tháng này nhé các bạn không cần lo lắng về cuộc sống, không cần phải lo lắng về gia đình, và cũng có rất nhiều thời gian dành để làm những gì bạn muốn. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt năm sao. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi bính thì nữ trong năm 2022. Tính đến tháng này, công việc của hầu hết các bạn nữ tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi, sự nghiệp của bạn về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái tiến triển ổn định. Không cần lo lắng quá nhiều về gia đình. Vận trình trong tháng đánh giá đạt 4 sao. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Thìn nữ trong năm 2022. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm nên một số bạn làm ăn buôn bán sẽ rất hanh thông trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của bạn và bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 5 sao. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi bính thìn nữ trong năm 2022. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên tháng này tuổi thìn chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Bạn cần giải quyết nhiều chuyện gia đình, sự nghiệp, cuộc sống. Bạn cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức trong tháng này, dễ bị ốm hoặc không khỏe do làm việc quá sức. Do đó, khuyến cáo rồng nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong giai đoạn này và đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Vận trình trong tháng, đánh giá đạt 4 sao. Kết luận. Trên đây là tử vi tuổi Bính Thìn 1976 năm 2022 nữ mạng. Kính chúc quý bạn một năm mới bình an, xuân sẻ. Hy vọng quý độc giả nói chung và người tuổi Thìn nói riêng có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm tới và có được những quyết định chính xác cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn một ngày làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại.